những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung tín. Lễ nghĩa liêm sĩ. Nhân ái hòa bình. Câu chuyện A Tín báo ân chủ. Đời nhà Minh, ở vùng Thuận An, có gia đình họ Từ. Có ba anh em là Từ Ngôn, Từ Thiệu và Từ Triết. Nhà họ Từ có một lão nô tên là A Ký. Tối nay phải uống cho thật say mới được. Nhất định rồi. Đấy, ngươi có mở mắt nhìn được không vậy? Lão nô đáng chết, đã không làm đại thiếu gia bị đau chứ à? Đi đường phải nhìn một chút chứ. Lão nô biết rồi. Hai vị thiếu gia đi đâu vậy à? Đi đâu à? Đi uống rượu chứ đi đâu. Xin thứ lỗi cho lão nô lắm lời. Rượu vào thì sẽ lỡ việc. Hai thiếu gia xin đừng uống nữa. Lúc lão già còn sống, ngươi bớt lo chuyện bao đồng lại đi. Thật là một lão già không biết chuyện mà. Ông xem, ông đã lớn tuổi như vậy rồi, cần gì phải phí lời để chút nhục như vậy. Làm người phải giữ lấy cái nghĩa. Năm xưa tôi bán thân vào nhà họ Từ, lão già đối xử với tôi không tệ. Bây giờ lão gia không còn nữa, tôi có thể nào mà đứng nhìn các thiếu gia không học hành đàng hoàng sao? Ây, biết là vậy, nhưng mà trong số ba anh em họ, chỉ có tam thiếu gia là có thể nghe lời. Từ Triết đột nhiên nhiễm phải bệnh thương hàn mà qua đời, để lại vợ là Nhan Thị cùng các con. Ta và đệ chỉ có một đứa con, tam đệ thì lại có hai trai một gái. Sau này chúng ta phải chia tài sản ra nhiều hơn hai phần. Chi bằng nhân lúc hiện nay chúng ta hãy chia ra làm ba phần cho rồi. Lời của huynh trưởng thật có lý. Chúng ta hãy âm thầm đem ruộng vườn nhà riêng chia nhau. Phần nào không tốt thì để lại cho mấy đứa cháu là được rồi. Vậy trâu và ngựa làm sao chia đây? Không khó. Hai anh em ta được một bò một ngựa. Vợ chồng A Ký tuổi đã già rồi, đem bọn chúng làm thành một phần, chia cho em dâu là được rồi. Bỏ được cái của nợ này chẳng phải càng tiện hơn sao? A Ký à, nhà của ông xảy ra chuyện rồi. Đúng rồi, nhà họ Từ phân chia tài sản, nghe nói họ đem ông đưa cho nhà tam thiếu gia đó. Ôi, cảm ơn gì đã báo tin. Ây da, tam thiếu gia nhà họ Từ mồ còn chưa sanh cỏ mà họ đã chia tài sản rồi. Đúng vậy, bỏ lại cả một gia đình gồm cô nhi quả phụ thì họ làm sao mà sống được đây. Hai người anh trai chắc chơi A Ký già rồi, nhân cơ hội mà đẩy lão đi đó. Chứ còn gì nữa, ta nhất định phải giành lại thể diện mới được. Ông nó à, ông nói đi là đi sao? Bỏ lại mấy mẹ con chúng tôi thì biết làm sao mà sống đây. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Số của mẹ thật là khổ mà. Ngựa có thể cưỡi, trâu có thể cày, chỉ chia cho nhà ta một lão nô bọc thì có ích gì chứ? Chỉ có thể ăn bám mà thôi. Thưa chủ nhân, A Ký à, cứ vào đi. Con và em trai hãy ra ngoài chơi đi. Dạ. Ông đã nghe hết rồi sao? Thưa chủ nhân, lẽ nào cô cho rằng lão nô thật không bằng cả trâu ngựa hay sao? Cái này, chủ nhân, xin cô đừng đau buồn. Lão nô sẽ giúp cô hoạch định kế sanh nhai mà. Ông, nếu nói việc gì kinh doanh, mặc dù lão chưa từng làm qua, nhưng lão đều hiểu rõ. Chủ nhân hãy mau gom góp tiền, đưa cho lão nô làm vốn, ra ngoài làm ăn một chuyến. Một năm buôn bán mấy chuyến thì đồng lời chẳng lẽ không hơn mấy lần số trâu ngựa hay sao? Ngay cả vợ lão chăm chỉ dệt chải cũng có thể giúp cho chủ nhân kiếm được chút tiền rồi. Ruộng vườn bất kể tốt hay xấu cứ cho người khác thuê, kiếm được vài gánh thóc. Chủ nhân cũng là một số việc thiêu thùa thì sẽ qua ngày được thôi. Ta sẽ không đụng đến số vốn đó. Sau vài năm kinh doanh, chủ nhân sợ không gây dựng nổi sự nghiệp sao? Hà cớ gì lại sầu khổ như vậy? Nhưng mà ông tuổi đã cao rồi, tôi chỉ e rằng ông không chịu nổi những vất vả đó. Không dám giấu chủ nhân,
lão nô mặc dầu tuổi có hơi cao, nhưng gân cốt vẫn còn khỏe mạnh, chỉ sợ đám hậu sinh đuổi theo không kịp lão thôi. Ông định kinh doanh thứ gì? Cần phải ra ngoài xem xét hoàn cảnh cái đã. Việc nào có lợi nhuận thì mình làm thôi, không thể cứ ở nhà mà bàn luận được. Ông nói có lý, đợi tôi đi lấy ít ngân lượng. A Ký à, đây là tổng cộng 12 lạng bạc, số tiền duy trì cuộc sống của tôi tất cả đều ở đây. Xin chủ nhân cứ yên tâm, lão nô biết cách lo liệu, nhất định sẽ không cô phụ sự ủy thác chủ nhân. Khi nào ông lên đường? Sáng sớm ngày mai. Lão nô lần này đến phương xa làm ăn, việc trong nhà xin nhờ hai vị thiếu gia trong nơm giúp đỡ. Vì này không cần ông nhắc nhở, chỉ cần ông kiếm tiền về cho bọn tôi mua rượu uống là được rồi. Đúng vậy, chúng tôi đợi ông mua rượu ngon về đó. Việc này đương nhiên rồi. Chủ nhân, mọi người hãy về đi. Ông đi đường cẩn thận. Buồn cười thật, em dâu chẳng có kiến thức gì, đi nghe lời cái lão già đó. Một tên nô tài như hắn sao mà biết làm kinh doanh cho được. Ta e là số tiền vốn này như muối bỏ biển vậy, một đi không trở lại rồi. Đại ca nói đúng đó, đợi A Ký lỗ vốn trở về, chúng ta tha hồ mà cười nhạo hắn. Em dâu à, em hãy đợi A Ký mang bạc về cho em nha. Đúng rồi, đến lúc đó em đừng có quên mời hai huynh uống rượu nha. Kinh doanh cái gì được đây? Lái đò à, đợi tôi với. Tuyền của anh đi đâu vậy? Đi núi Khánh Dân. Khách quan ngày muốn đi đâu? Cứ đi theo vậy. Thuyền của anh đến núi Khánh Dân để rước khách hay sao? Có tiệm sơn dầu đã đặt tôi đi chở thùng sơn theo giờ quy định cho khách. Sơn dầu à? Đúng rồi, vùng núi Khánh Sơn chuyên sản xuất sơn dầu mà. Vì buôn bán sơn dầu lợi nhuận như thế nào? Nghe nói có thể kiếm được bạc đó. Thưa ông chủ, tiệm đóng cửa rồi, sáng mai quay lại đi. Nghe giọng nói chắc ông chủ đây là người Thuận An à? Đúng rồi, tôi đã rời quê hương 30 năm rồi. Chất giọng quả thật vẫn không hề thay đổi. Tôi nên xưng hô với quý khách như thế nào đây? Xin mời vào nhà. Tôi tên A Ký, lần đầu đến nơi này. Tôi buôn bán sơn dầu thay cho chủ. Những người buôn bán sơn tôi thấy qua nhiều rồi, nhưng người giúp chủ buôn bán sơn thì tôi ít thấy. Là vì tiền vốn ít ỏi, chủ tôi là một quả phụ, phải nuôi thêm mấy đứa con nhỏ, thật không dễ dàng. Thôi như vậy, tiệm tôi sẽ đến chỗ các thợ sơn dầu trong thôn lấy mười mấy thùng sơn dầu về. Hay là sáng mai ông lên đường, đỡ chút tiền lỗ phí vậy. Xin đa tạ ông chủ. Ông buôn bán sơn dầu chỉ có khách mua không? Ở Tô Châu có cửa hàng Tử Trúc Trai, ông chủ ở đó cũng rất tốt, ông có thể bán sơn cho ông ấy đó. Ân đức của ông chủ, A Ký tôi đến chết cũng không quên. Khách quan à, đến Phong Kiều rồi đó. Cảm ơn ông chủ tàu. Đừng khách sáo, lần sau có thùng sơn tươi cứ chở đến chỗ tôi. Nhất định rồi, nhất định rồi. Thưa ông chủ tàu, không biết ở vùng Phong Kiều này có đặc sản gì vậy? Ở Phong Kiều những mặt khác không có nhiều. Hiện nay có giống gạo Tiên Mễ đang được mùa đó. Vậy để tôi mua một ít gạo Tiên Mễ về bán. Hai huynh đã trở về. A Ký đã về chưa vậy? Vẫn chưa về. Ta biết là đã lỗ vốn mất rồi nên mới không dám về đó. Mười tin là ông ấy nhất định sẽ trở về. Trở về à? Trước mắt là sắp qua năm mới rồi, chỉ sợ không dám về thôi. Đúng rồi, A Ký mà biết kinh doanh cái gì chứ.
Số bạc đó không phải là của hồi môn của bụi thì cũng là số tiền dành dụm nhiều năm. Sao bụi lại dễ dàng cho một tên nô bọc cầm đi vậy chứ? A Kỳ, nằm ở đâu vậy? Mẹ ơi, A Ký về nhà rồi. Cái giường này sao lại ngăn cách ra như vậy? Ông đi chưa được vài ngày thì anh em Từ Ngôn đã kêu người ngăn ra làm hai phần, bảo cô Nhan Thị tự làm cái cửa để ra vào. A Ký đã về rồi à? Thưa chủ nhân, lão nô đã về rồi. Đi đường vất vả rồi, mau vào nhà nói chuyện đi. Chủ nhân à, cô không nên lo buồn nữa rồi. Những ngày tháng giàu sang sắp đến rồi. Cậu nói này là sao? Một là nhờ trời đất phù hộ, hai là nhờ hồng phúc của chủ nhân. Tôi buôn bán sơn dầu và gạo tiên mễ để kiếm về số bạc này đây. Được bao nhiêu vậy? 20 lạng. 200 lạng bạc. 2000 lạng bạc sao? Hả? Thật sao? A Ký đã về rồi sao? Đã kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Sao không mời chúng tôi uống rượu? Ta nói A Ký nhà ngươi sẽ mất cả chị lẫn chài mà, nhưng cũng đừng mang mấy cục đá về gạt người ta chứ. Việc này e rằng đã có người oán tội thúi rồi. Ông nói hồ đồ. Đại ca, chúng ta đi thôi. Sao lại biến thành đá chứ vậy? Chủ nhân à, lão nô có lỗi với cô rồi. A Ký, ông mau đứng dậy đi, ông đã tận hết tấm lòng rồi. Hay, ông xem chân của ông kìa. Tôi thật sự đã kiếm được 2000 lạng bạc mà. Tôi tin ông. Cái này là tôi khắc cho thạch đầu đó. Cha đẻo đẹp quá, giống như con trâu thật vậy. Ngựa có thể cưỡi, trâu có thể cày ruộng, còn A Ký ta chỉ có thể ngồi ăn cơm không của người khác thôi. Thôi ông đừng nói nữa, hãy đi ngủ đi. Ông ấy đã hạ sốt chưa? May mà uống 2 lần thuốc đã hạ sốt rồi. A Ký à, cô chủ đến thăm ông kìa. Thôi được rồi, để cho ông ấy ngủ. Bao chiều tôi dậy đi. A Ký, tôi đến để cảm ơn ông. Chủ nhân, ông về đến ngày thứ hai, tôi đã báo lên nhà môn. Nhà môn đã bắt được kẻ cắp đó rồi. 2000 lạng bạc đó toàn bộ lấy gì rồi? A Ký, ông thật là chất giả. Không dám, không dám. Chủ nhân à, số tiền nhiều như vậy sẽ khiến người lo lắng. Phải chăng ta nên có kế hoạch sử dụng nó? Ông xem nên sắp xếp thế nào cho tốt đây? Theo lão nô thấy thì chi bằng hãy dùng 1500 lạng bạc để mua ruộng và gian nhà rộng, chỉ giữ 500 lạng còn lại để sinh sống thôi. Cách này rất tốt. Ngày mai lão nô sẽ đi làm ngay, hay là để ông hồi phục sức khỏe đi rồi tính? Người gặp việc vui, tinh thần sảng khoái, lão nô đã khỏe rồi. Thưa chủ nhân, căn nhà mới đã thu xếp ổn thỏa rồi. Tôi cũng đã mời thầy giáo đến rồi. Qua đó rồi, thầy có thể dạy cho 2 tiểu thiếu gia học tập. Chỉ bằng mùng 6 tháng giêng xin dọn qua bên đó. Được, ông cứ làm như vậy đi. Mẹ à, mẹ xem này, đây là tên mà thầy giáo đã đặt cho con đó. Từ Khoan. Mẹ ơi, con cũng có nè. Từ Hoàng. Ừ, hai tên đều hay lắm. Từ Khoan, Từ Hoàng kết hợp lại là tâm lượng rộng lớn. Đặt tên hay lắm.
Đúng rồi thưa mẹ, vị thầy mà A Ký mời dạy thật là giỏi à. Còn dạy con đọc thuộc thơ đó đó. Tội nhi không được vô lễ. Dạ, mời thầy dạy học là để cho các con đọc sách hiểu lễ. Các con là con nít, lẽ nào gọi ông là A Ký thế sao? Sau này có con phải gọi ông là ông Ký. Chúng con xin vâng lời mẹ. Cho dù là con của A Ký, các con cũng không được gọi là thạch đầu, phải gọi là chú nhỏ. Dạ. Nhan thị thật là may mắn. Trong mấy năm qua A Ký kiếm tiền về cho cô ấy cũng không ít. Nghe nói hai huynh đệ nhà họ Từ đó luôn luôn ganh tị, nên A Ký đã khuyên Nhan thị nên chia cho mỗi người họ 100 lạng bạc và 100 mẫu rượu tốt. Chỉ tiếc là bọn họ chỉ biết uống rượu, đâu có giống như A Ký chất giả làm kinh doanh. Hai vị xin hãy đi trước. A Ký à, ông đi mua sính lễ đó hả? Đúng vậy, mấy ngày nữa là ngày tân hôn đại hỷ của thiếu gia. Tôi xin mời nhị vị đến uống rượu mừng. Chúng tôi nhất định sẽ đến. A Ký ra sức vất vả giúp Nhan thị kinh doanh. Trong 20 năm số bạc kiếm được đã lên đến mấy chục ngàn lượng. Ông còn giúp Nhan thị gả con gái, cưới dâu, tất cả chi phí hơn cả ngàn lượng vàng. Đồng thời còn giúp Từ Khoan và Từ Hoàng có được chức vị thái học sinh. Nhà họ Từ trở thành gia đình giàu có nhất trong vùng. Để tôi lại mời đại phu đến khám bệnh xem sao. Chủ nhân được đi làm gì? Lão nô năm nay đã 80 rồi, có chết cũng là lẽ đương nhiên, hà tất phải tốn tiền như vậy? A Ký, lão nô có việc này xin được tự mình quyết định, xin chủ nhân được trách. Mẹ con tôi nhờ có ông mới có được ngày hôm nay. Có chuyện gì xin ông hãy dặn dò, tôi nhất định sẽ làm theo. Khoan nhi, Hoàng nhi, các con còn không mau quỳ xuống. Lão nô đã đem tất cả tài sản chia đều ra hai phần, hai vị thiếu gia có thể tiếp nhận để quản lý việc nhà, đời đời gìn giữ. Trong số đô bọc khó có được người tốt, mọi việc phải tự mình cẩn thận, không được giao phó việc lớn cho người khác. Nhưng tôi nhớ rồi. Bà nói à, tôi phải đi trước một bước rồi. Con à, con đã lớn rồi, hãy chăm sóc mẹ nhiều hơn. Cha hãy yên tâm đi ạ. Chủ nhân, lão nô giống như trâu ngựa đã báo đáp cho người rồi đó. A Ký! A Ký! Kính chào bác cả và bác hai. Sao không thấy mẹ của cháu vậy? Mẹ cháu đang lo việc tang lễ à? Nhìn cái quan tài này thôi là biết đáng giá mấy lạng bạc rồi. Một tên nô tài thôi mà sao lại hậu đãi như vậy? Năm xưa ông nội và cha của cháu cũng chưa được rình rang như vậy đâu. Gia đình cháu, tôi nhờ ông ấy mới có được sự nghiệp này. Nếu đối đãi không tốt, trong lòng sẽ rất khó chịu. Những thứ này đều là trong mạng mẹ con có sẵn thôi. Còn nữa, hắn đã làm việc nhiều năm như vậy, số tiền cất giấu làm của riêng chắc cũng không ít đâu. Bác hai xin đừng nghi quan cho người tốt. Nếu cháu không tin thì hãy đến phòng của hắn mà kiểm tra xem, ít nhất cũng có mấy ngàn lạng bạc đó. Các người nói. Như vậy thiếu gia, hôm nay thạch đầu xin cho bọn họ biết là cha của tôi có giấu giếm tiền bạc làm của riêng hay không. Nhất định là giấu trong phòng của ngươi rồi. Tôi đã nói rồi, sao lại không có tiền cất riêng cho được chứ? Đây là di sản duy nhất mà cha đã để lại cho tôi, nhất định là món đồ quý giá rồi. Thưa bác cả và bác hai, cái này không cần xem đến đâu ạ. Sao lại là thế này? Sau khi Nhan thị an táng A Ký long trọng xong, đã đem tài sản chia ra một phần cho con của A Ký thành lập gia nghiệp, phụng dưỡng mẫu thân. A Ký tuy thân phận là nô bộc, nhưng luôn hết lòng lo liệu tham mưu, cúc cung tận tụy. Người trong cả thôn sau đó đã đem những việc làm của A Ký lúc sinh thời báo cáo lên trên.
triều đình đã treo biển biểu dương trước cổng thôn. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không pháp ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.